Đây hôm nay thì bà con Mitsubishi nè, sản xuất lắp ráp tại Thái Lan nè, theo tiêu chuẩn bản quyền của Nhật Bản nè, 13 ngựa thôi bà con, quá trời bự luôn, móc mát rồi đẹp, 13 ngựa, sản xuất lắp ráp tại Thái Lan, rồi rất đẹp bà con ơi, sang bằng thiết luôn nha bà con, sang bằng thiết luôn nha, đặc biệt đời này tôi nhanh. 13 ngựa sản xuất lắp ráp tại Thái Lan. Rất đẹp bà con. Ơ cái cổ bằng gan luôn con, xài là thiên thu gãy luôn nè. Bao gãy luôn nè, bao mục luôn, bằng gan nó không mục. Gan đời gan này nó chịu oxy quá tốt luôn con, chịu nóng tốt. Mẫu này đẹp. 13 ngựa, đặc biệt đời này chỉ cút thẳng rồi con. Mitsubishi sản xuất lắp ráp tại Thái Lan. Mẫu rất đẹp. Rất là sắc sảo bà con ơi, 13 ngựa. Giờ anh em đam mê tốc độ rồi đây. Mitsubishi. Alo. Đúng rồi anh. Sắp chăng anh. Rất đẹp các bà con. Mẫu rất là cứng cáp luôn nè. Quá đã luôn. Mitsubishi ốc ác đồ. Cái mới nó khỏe bà con ơi, hơn 20 chặt đổi mới rồi, sang vòng tháng thôi. Bảo hành 1 năm, hơn 20 chặt sang vòng tháng đổi mới. Mẫu rất là đẹp. Là đam mê tốc độ rồi đây. Cái này là tua nhanh nha, 3.800 vòng trên phút. Rất đẹp, Mitsubishi 13 ngựa. Mitsubishi sản xuất tại Thái có 6 ngựa, 11 ngựa với 13 ngựa bà con. 3 loại 6, 11, 13. Mẫu này mẫu xưa nay giờ rồi con. Mẫu này mẫu xưa nay giờ luôn. Rất đẹp. Rất chuẩn luôn. Cái sắc sảo bà con ơi. Giờ máy mới nó khỏe bà con ơi. Hư 20 chặt đổi mới. Nghĩa đĩa thì hên xui, nghĩa đĩa về phân xúc giữa bị săn con thì nó hao sắc. Lên lên máy thôi. Đây máy được rồi. Cái này đâu cần máy ta. Chạy, chạy.